hãy chó mình nhìn kỹ vô khung hình ra có gì đặc biệt không? Phòng ta bây giờ ngoại trừ sở hữu hai cái PC với bốn cái laptop thì mình thấy có gì đặc biệt không? Đáng đi. Không biết đúng không? Không biết thì coi clip nha. Coi đi. Hãy chó, chiều qua mày đòi bảo tao ăn mà tao đâu có rảnh đâu. Tao nói tao làm chuyện mất dạy với mày mà. Nhìn kỹ coi thấy chỗ này quen không? Cool. Thấy chỗ này quen không hãy chó? Đố mày tao đến đây làm gì á? Chỗ này cũng quen luôn phải không? Giờ biết tao đến Singapore là gì chưa chó? Sinh nhật nhớ tặng quà tao nha. Happy birthday your Trinity. Chó. Chuyện gì xin được đây là đã tặng mình cái con chó. Giờ thì mày thấy cái gì đặc biệt chưa? Nãy giờ mày cầm cái quạt xin tôi sao mày không để ý, mày chỉ để ý bốn cái hình mình của tao không ạ? Cuối cùng mày đã hiểu cái tháng này tại sao tao cứ hỏi mày chỗ mà mày gắn bó nhất trong 4 năm mày ở Singapore thì mày là chỗ nào chưa? Tao nghĩ mày cũng chưa hiểu đâu, còn clip tiếp đi. Ra thay Somerset, bây giờ là 2 giờ sáng. Tao mới vừa mua qua sinh nhật cho mày trong một cái set shop ở Gây Lan lập tức chạy qua lần đây. Nghe đồn chỗ này là chỗ gắn nhiều kỷ niệm với của mày trong 4 năm rồi hả Sinh? Thì nghe nói là tình dục, tình yêu hay là khám phá đủ mới lớn gì của mày cũng bắt đầu từ đây hết. Nên tao phải đến đây giờ biết rồi. Giờ biết cho tao đến Sinh để làm gì chưa? Để chúc mừng sinh nhật mày á, em đi đến đây mày. Lên được đến lần này mày nhìn cảnh của tao nè, ngày đầu tiên đến Sinh. Lên được đến lần này đạp khang máy máu chảy lai láng luôn, nhìn chân tao ướt rồi giờ máu còn ướt luôn, vẫn chưa biết mua bandage ở đâu hết. Nguyên đêm nay thức trắng rồi, còn 5 ngày tới đi chơi không biết làm sao với cái chân này luôn. Nó nhục chưa? Chó! Biến đi! Xin được chưa vậy? Giờ thì cam tâm tình nguyện bao tán buffet hải sản như hành chó. Xin được 23 vui vẻ nha. Vậy thôi, biết. Để bắt. Chết mẹ, quên. Chưa là quà sinh nhật mày nữa. Câu quà sinh nhật mày nè. Bánh sinh nhật tao mua cho mày nè. Còn đây là tao mini mi, tao nhốt trong chai không được ăn bánh sinh nhật của mày. Còn đây là quà sinh nhật của mày nè. Happy birthday con cùng.